Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn có thể thấy đây là bảng main của Mizu 15 Plus với phần khay SIM được hàn chết trên bom mạch chủ của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của Mizu 15 Plus, lỗi hỏng không nhận, chập chờn cũng không, mất sóng, cần một địa chỉ thay mới, sửa lỗi nhanh chính xác liên quan đến phần khay SIM, đến lỗi không nhận SIM trên Mizu 15 Plus. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin ơn quý vị các bạn.